Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Liên Hợp Quốc gia hạn hoạt động của phái bộ tại Afghanistan. Các quốc gia Đông Nam Á lên kế hoạch mở cửa. Tình nguyện viên khám chữa bệnh miễn phí tại Yemen. Thưa quý vị, toàn bộ 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 9 đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan thêm 6 tháng và kêu gọi Taliban thành lập một chính phủ đa đại diện. Taliban không phản đối quyết định trên do phái bộ này chỉ giải quyết các vấn đề nhân đạo và phát triển, không liên quan đến các hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong những tuần qua, một loạt tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan với hơn 2.000 nhân viên tiếp tục hoạt động để theo dõi và báo cáo về các vi phạm nhân quyền. Hoạt động sơ tán khỏi Afghanistan hiện vẫn tiếp tục. Ngày 17 tháng 9, một chuyến bay phục vụ cho hoạt động sơ tán đã rời quốc gia này tới Qatar với khoảng 170 hành khách, trong đó có các công dân Mỹ, châu Âu và cả một số người Afghanistan. Theo tờ The Washington Post, Mỹ đang có kế hoạch mua thêm hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để chia sẻ với thế giới. Nội dung cụ thể về thông báo này hiện vẫn chưa rõ ràng. Động thái trên diễn ra trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, trọng tâm là thúc đẩy việc tiếp cận vaccine COVID-19 ở các nước có thu nhập thấp. Nhà Trắng cũng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu vào tuần tới, cùng thời điểm với cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó, thì Mỹ đã tài trợ 140 triệu liều vaccine COVID-19, cũng như tuyên bố về việc mua hơn 500 triệu liều vaccine để tặng các nước khác trong năm nay và năm 2022. Chính quyền tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản ngày 17 tháng 9 cho biết, tỉnh này sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng phương pháp điều trị hỗn hợp kháng thể cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Phương pháp này được Nhật Bản phê chuẩn hồi tháng trước. Theo đó, thì bệnh nhân được truyền tĩnh mạch đồng thời hai loại thuốc để khống chế virus SARS-CoV-2. Khi đó, biện pháp này chỉ được giới hạn áp dụng cho bệnh nhân nằm viện hoặc điều trị ngoại trú. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết để điều trị tại nhà bằng phương pháp này phải có hệ thống giám sát tình trạng của bệnh nhân trong vòng 24 giờ sau khi được truyền tĩnh mạch. Theo thông báo của chính quyền Osaka, đối tượng áp dụng là các bệnh nhân dưới 40 tuổi có triệu chứng nhẹ nhưng có nguy cơ diễn biến nặng. Chính quyền Osaka sẽ đánh giá những khó khăn và hiệu quả của biện pháp điều trị này và chia sẻ kết quả với Bộ Y tế. Thưa quý vị, sau thời gian dài phong tỏa chống dịch COVID-19, các quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu xây dựng kế hoạch mở cửa trở lại. Thời gian kỳ vọng mở cửa là quý tư năm nay. Các nước sẽ cần phải tăng tốc chiến dịch tiêm chủng để có thể chính thức bước vào giai đoạn mở cửa này. Thủ đô Phnom Penh của Campuchia hiện đang là thành phố có tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 cao nhất Đông Nam Á. Điều này cho phép Campuchia lên kế hoạch mở lại biên giới cho du khách quốc tế đã tiêm đủ liều vào tháng 11 năm nay. Campuchia dự đoán sẽ đạt miễn dịch cộng đồng khi 75% dân số được tiêm đầy đủ vaccine ngay trong tháng 9 này. Quốc gia này cũng đã bắt đầu tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ em là nhiệm vụ của chúng ta. Vì chúng ta muốn bảo đảm rằng, khi những đứa trẻ này quay trở lại trường học, chúng và các giáo viên được an toàn trước COVID-19. Indonesia cũng lên kế hoạch mở cửa đón khách nước ngoài từ tháng 11, sau khi 70% dân số nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Các biện pháp giãn cách áp dụng từ đầu tháng 7 đã được Indonesia nới lỏng. Trung tâm thương mại, nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà máy hoạt động trở lại với công suất hạn chế, kèm theo điều kiện về an toàn. Hiện gần 30% dân số Indonesia đã tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở quốc gia này đang ghi nhận mức giảm mạnh từ 31% vào cuối tháng 7 xuống chỉ còn 2% vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.
Trong khi đó, chính phủ Thái Lan đã đề ra các biện pháp để cho phép người dân cùng tồn tại với COVID-19, trong đó tiêu biểu là kế hoạch hộp cát nhà máy. Với mô hình này, các nhà máy phải có một bệnh viện dã chiến hoặc một cơ sở cách ly và có dịch vụ xe buýt đưa đón nhân viên để tự chủ động cách ly khi ghi nhận các ca nhiễm. Sau kỷ nguyên COVID-19, thế giới cũ sẽ không còn tồn tại nữa và chúng ta cần phải sống như thế này trong một thời gian dài sắp tới. Các nhà chức trách Thái Lan hiện đang cân nhắc đề xuất mở cửa trở lại 5 tỉnh trong tháng tới. Thủ đô Bangkok được dự kiến mở cửa từ 15 tháng 10, trong khi các tỉnh Chonburi, Phetchaburi, Prachuap, Khirikhan và Chiang Mai sẽ có thể mở cửa sớm hơn từ mùng 1 tháng 10. Tính đến ngày 17 tháng 9, Thái Lan đã tiêm được hơn 42,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 14,2 triệu người được tiêm mũi thứ hai, chiếm khoảng 21,58% dân số. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một số đoạn trong bản nhạc của nhạc sĩ thiên tài Mozart có thể giúp xoa dịu người bệnh động kinh. Và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Theo các nhà khoa học, bản sonat cho hai đàn piano cung rê trưởng K448 của thiên tài âm nhạc Mozart có thể xoa dịu tình trạng động kinh của não bộ. Chìa khóa sức mạnh trị liệu của bản sonat này nằm ở giai điệu tạo ra cảm giác ngạc nhiên. Nghiên cứu trên 16 bệnh nhân nhập viện vì chứng động kinh không đáp ứng thuốc đã củng cố hy vọng rằng âm nhạc có thể trở thành một trong số các phương pháp điều trị không xâm lấn. Ngày 17 tháng 9, các phi hành gia Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn sau 3 tháng sống và làm việc trên quỹ đạo. Đây là sứ mệnh dài nhất từ trước đến nay của phi hành gia Trung Quốc và là dấu mốc mới nhất trong nỗ lực của nước này nhằm trở thành cường quốc vũ trụ. Các phi hành gia đều trong tình trạng sức khỏe tốt sau sứ mệnh kéo dài 90 ngày. Sau khi đáp xuống sân bay, họ sẽ được cách ly 14 ngày trước khi được phép trở về nhà, vì hệ miễn dịch của họ có thể đã suy yếu sau một sứ mệnh dài. Ngày 18 tháng 9, bão nhiệt đới Chan Thu đã quét qua miền Tây Nhật Bản. Cơ quan thời tiết nước này đã ra cảnh báo về lở đất, lũ lụt và sóng cao ở nhiều khu vực, bao gồm cả Tokyo. Theo các nhân viên cứu hộ địa phương, bão Chan Thu làm gián đoạn giao thông và gây mất điện, khiến ít nhất 5 người bị thương ở đảo Kyushu. Dự báo cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đông và suy yếu thành một xoáy thuận ngoài nhiệt đới trên Thái Bình Dương, ngoài khơi miền Trung Nhật Bản vào đêm 18 tháng 9 theo giờ địa phương. Cuộc nội chiến kéo dài 6 năm tại Yemen đã dẫn tới nạn đói và tàn phá các dịch vụ y tế. Các vùng nông thôn đặc biệt chịu tác động nghiêm trọng. Tại một ngôi làng nghèo hẻo lánh ở miền Bắc Yemen, có một cô gái trẻ đã dành hết thời gian và tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, vốn là một điều nằm ngoài khả năng và tài chính của họ. Cô Aswa Mahmoud, 23 tuổi, đã được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đào tạo để trở thành nhân viên y tế cộng đồng. Mahmoud hiện có thể điều trị cơ bản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em suy dinh dưỡng và đưa ra các lời khuyên tiêm vaccine. Mahmoud đã tiết kiệm một phần trong số tiền trợ cấp khoảng 80 đô la Mỹ mỗi ngày từ chương trình đào tạo của UNICEF trong vòng 2 tháng qua để xây một phòng khám nhỏ của riêng mình. Trước khi tôi bắt đầu công việc này, đã có nhiều trẻ em và phụ nữ phải vật lộn với bệnh tật vì bệnh viện ở xa. Chi phí đi lại là khoảng 7 đô la. Không phải tất cả mọi người đều có đủ khả năng chi trả cho chuyến đi, cũng như chi phí khám chữa bệnh. Rất đông trẻ nhỏ và phụ nữ đã tìm đến phòng khám nhỏ đơn sơ của Mahmoud. Cô ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tiêm cho người bệnh uống thuốc và làm mọi thứ miễn phí. Công việc của Mahmoud không hề đơn giản. Cô thậm chí còn đi bộ trên các quãng đường dài, băng qua các cánh đồng từ nhà này sang nhà khác để thăm khám cho các gia đình và báo cáo lại cho UNICEF. Chúng tôi vô cùng biết ơn và tự hào về Mahmoud. Cô ấy luôn tràn đầy nhiệt huyết phục vụ cộng đồng. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức và mọi người hãy ủng hộ Mahmoud nhiều hơn nữa. Ghi nhận những nỗ lực của Mahmoud, một trường cao đẳng y tế ở Yemen đã trao học bổng cho cô để theo học ngành trợ lý y tế. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.